Theo phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đêm giao thừa, các lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và giao thông thông suốt cho nhân dân du xuân đón chào năm mới. Các tổ công tác cắm chốt và tuần tra lưu động trên các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn, tập trung vào các đối tượng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, đua xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là khu vực bắn pháo hoa tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Điểm bắn pháo hoa với 180 dàn sẽ có hàng nghìn người dân tham gia xem. Vì vậy, lực lượng công an đã có các phương án để tăng cường. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đêm giao thừa thì đội giao thông đã tăng cường 100% quân số theo chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố, tổ chức tuần tra trên các tuyến như tuyến Nguyễn Văn Linh của quảng trường, tuyến đường Điện Biên. Thứ nhất là tuyên truyền người dân tham gia giao thông để chấp hành các quy định. Thứ hai là tập trung xử lý các trường hợp có các cái biểu hiện như là lạng lách đánh võng, phân công lực lượng khoảng 20 chốt để đảm bảo an ninh trật tự khu vực xung quanh điểm bắn pháo hoa. Cùng với nhiều giải pháp và phương án được triển khai một cách đồng bộ của Giám đốc Công an tỉnh, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng. Trong đó, có nhiều đơn vị sẽ không nghỉ Tết mà thường trực 24/24 giờ để tăng cường công tác tuần lưu kiểm soát kể cả đêm giao thừa và 3 ngày Tết nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông chúng tôi xác định là năm nay chúng tôi làm việc xuyên đêm xuyên Tết và tập trung xử lý các cái hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Và cũng mong rằng bà con nhân dân để có một cái Tết bình yên, hạnh phúc thì đã uống rượu bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.